và mình sẽ thử cho các bạn xem. Đó, mạch nhảy bình thường nhá. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình làm một cái mạch nguồn xung và mình đã câu tay hết toàn bộ các linh kiện của trên mạch luôn. Và mình làm theo y hệt như kiểu cái sơ đồ mà hôm trước mình đã làm video cho các bạn xem ấy. Nếu mà các bạn nào chưa xem cái sơ đồ này thì có thể tham khảo cái link ở thẻ đồ xuất này nhá. Đó, tất cả mạch thì mình câu tay và linh kiện thì mình lắp giống y hệt cái sơ đồ này. Đó, mình sẽ để một cái ảnh ở đây để toàn bộ cái mạch cho các bạn xem thử nhá. Đó. Tiếp theo thì về phần cái mạch này này thì mình sẽ bây giờ thì mình sẽ test thử cho các bạn xem nhé. Vì câu tay nên là cái mạch này nó sẽ hơi bị nhiễu và biến áp mình quấn nó cũng không chặt này. Nên là nó khi mà có cái nhiễu vào thì nó sẽ bị rít biến áp. Đó, và mình sẽ thử cho các bạn xem. Đó, mạch nhảy bình thường nó không rít, nhưng mà khi mà mình bắt đầu đo cái điện áp của nó này thì nó rít này. Đó, nó rít khá là mạnh và điện áp nó đang là 18,24V này. Đó, mình đang tải một cái bóng đèn sợi nốt của xe máy này. Đó, và cái mạch này mình thấy là chạy nó cũng khá là khỏe, nhưng mà nó có nhược điểm là nó hơi rít một tí. Thì video sau thì mình sẽ làm cái PCB để cho nó đỡ bị rít và nó không bị nhiễu. Và mình sẽ đo cái điện áp ở xung của nhân 5 của con IC này. Mình sẽ đo cái điện áp âm ở đây, âm của tụ và điện nhân số 5 của IC, xem điện áp khi mà hoạt động thì IC nó chạy ở điện áp bao nhiêu nhá. Đó, mình sẽ lấy âm ở đây này. Sẽ lấy âm ở đây. Đó, điện áp IC đang hoạt động là 12,6V này. Đó, con này nó con IC OB2273 này thì dưới 9V thì nó sẽ ngắt. Và khi mà điện áp đến 10V thì nó mới chạy được. Đó, mạch rít quá. Thì lúc mà đầu tiên định quay video thì mình định quay một cái video time lapse như thế này cơ. Nhưng mà khi bắt đầu quay thì mình phát hiện ra là cái chân máy này nó quá vướng nên là không quay được. Và cái mỏ hàn này thì nó lại dở nhướng này. Đó. Nó bảo là đầu trâu mặt ngựa nó sắp đến bế nó đi rồi. Thế nên là mình thôi, mình hàn hết như này rồi xong rồi mình mới quay cho các bạn xem. Thì hôm nay thì mình chỉ chia sẻ cho các bạn cái những mình thử nghiệm cái mạch này thôi. Video sau thì mình sẽ làm PCB để hoàn thiện nó hơn. Đó. Và mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn những cái linh kiện mà mình đã hàn này. Đó. Linh kiện thì mình nút nhét nó nhìn khá là xấu. Đầu tiên thì tưởng tượng nó khá là đẹp nhưng mà bây giờ nhìn nó lại xấu mù này. Thì đây là cái tụ lọc AC này, quận L lọc này, cầu cầu chỉnh lưu này và tụ khóa lọc nguồn này, MOSFET này, biến áp, tụ điện lọc cho điện áp 12V cho IC này và mạch snooper này. Đó. Còn những cái linh kiện ở đằng dưới này thì khó nhìn hơn. Bên này thì chúng ta sẽ có con TL431 để hồi tiếp cái điện áp này. Nó sẽ điều chỉnh cái điện áp ở nhân 12 của con PC817 này để phản hồi về nhân 34 về cho IC để nó hoạt động tăng hay mạnh lên. Và đây là diode lọc nguồn này.
tụ lòng nguồn, à, niốt nhìn lưu này, tụ lòng nguồn này, đó. Và ở đây mình có một cái thiết áp để chỉnh điều chỉnh cái điện áp nữa. Và mọi cái mạch khi mà mình test thử với điện áp cao ấy, thì mình luôn đầu nối tiếp qua một cái bóng đèn sợi nốt. Khi mà mạch có sự cố gì đấy thì cái bóng đèn sợi nốt này nó sẽ gánh tải nhiều nhất, nên là nó sẽ mạch nó sẽ không bị cháy nổ, nó chỉ hỏng thôi, không bị cháy nổ. Ok, vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn cái mạch nguồn xung sử dụng con ICOB2273. Video sau thì mình sẽ làm PCB cho nó. Đó, hôm nay mình chỉ nói qua như vậy thôi. Đó, bye bye các bạn.